Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, sáng nay đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đến dâng hương, dâng hoa khu di tích quốc gia, lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và viếng canh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, 75 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn quan tâm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thương binh, liệt sĩ, chính sách ưu đãi với người có công, chi trả trợ cấp, khám chữa bệnh, chế độ điều dưỡng, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ, tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ. Hàng năm tổ chức thăm hỏi tặng quà cho người có công và các dịp lễ Tết, hỗ trợ làm trên 2.100 căn nhà cho người có công với cách mạng trong giai đoạn 2015-2022. Với tình cảm, niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu, trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người. Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác thương binh liệt sĩ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, quan tâm chăm lo đời sống gia đình người có công. Tiếp đó, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đã đến dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái kính viếng anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Để tri ân sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thương binh liệt sĩ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Để ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái xin nguyện tiếp tục phát huy cao độ truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quê hương Yên Bái anh hùng, thực hiện tốt công tác thương binh liệt sĩ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, quan tâm chăm lo đời sống gia đình người có công, phấn đấu các gia đình người có công có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân trong tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã gửi vòng hoa viếng anh hùng liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.